Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2019, hoạt động xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam tăng trưởng ổn định. Kim ngạch xuất khẩu đạt 22 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,2% so với năm 2018. Năm 2020, ngành da giày đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu da giày 24 tỷ đô la Mỹ, giữ vững tốc độ tăng trưởng hai con số. Hiện Việt Nam đã mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm giày dép tới trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu đô la Mỹ. Từ năm 2015 đến nay, ngành da giày Việt Nam liên tục đứng vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép sau Trung Quốc và là một trong những ngành có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước. Năm 2019, hoạt động xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam tăng trưởng ổn định, duy trì được lợi thế cạnh tranh tại các thị trường truyền thống. Top 5 thị trường có kim ngạch lớn nhất chiếm trên 82% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Bên cạnh thị trường xuất khẩu, theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giày dép trong nước khoảng 150 triệu đôi một năm. Nhưng sản xuất trong nước chỉ mới đáp ứng được 40%. Sản phẩm giày dép Made in Việt Nam tiêu thụ trên thị trường chủ yếu thuộc phân khúc thấp và trung cấp, phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ mặt hàng cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc. Các sản phẩm nhập ngoại chiếm tới 50-60% thị phần. Khó khăn là vậy, nhưng ngành da giày phần nào đã chủ động được nguồn nguyên phụ liệu và hiện tỷ lệ nội địa hóa đã chiếm khoảng trên 50% sản phẩm trong nước. So với mẫu mã thì trung bình là một tháng ra 4-5 mẫu. Rồi mẫu mã thì đa dạng. Cái hàng Việt Nam mình thì sản xuất trong nước, cái giá thành thì nó sẽ nhịn hơn. So về cái chất lượng thì hàng Việt Nam mình là hàng chất lượng là hơn Trung Quốc hẳn. 99% là hàng trong nước sản xuất, từ khoen, đầu kéo, xi, vải lót, dây vền, dây đai là sản xuất 100% là trong nước. Nếu mà như chị ở đây, mình sẽ lấy từ chợ Tân Bình, hàng đó 100% là hàng trong nước mình sản xuất. Như cái đầu kéo này có thương hiệu là CNT. CNT này thì cũng là sản xuất ở trong nước. Hàng của Việt Nam mình thì tôi thấy là nó cực kỳ tốt, bền, xài chưa có khách hàng nào phản đối về cái chất liệu hết trơn á. Chất liệu là dường như ai sử dụng xong cũng đều khen hết. Công ty bên tôi cũng có tham gia những cái chương trình hội chợ lớn. Tới đó thì dường như là những cái khách hàng họ rất là trầm trồ. Họ thấy ủa sao cái sản phẩm như vậy là với cái rất là đẹp mà lại với cái giá cực kỳ rẻ. Thực sự là với cái mong muốn của một doanh nghiệp nhỏ như bên tôi thì thực sự rất là mong muốn cái điều đó. Ví dụ như bên hiệp hội doanh nghiệp hội da giày của mình á, thì có những cái chương trình ví dụ như xúc tiến thương mại nè, hoặc là tổ chức giao thương giữa các nước với nhau, thì cho cái thị trường mà có thể là hàng Việt Nam của mình đem cái hàng Việt của mình đi ra bên nước ngoài, rồi mà hoặc là cho đến những cái các tỉnh thành nữa, để mình có thể là mình giao thương với những cái đơn vị đó, rồi người ta biết tới cái sản phẩm của mình, biết tới cái hàng của Việt Nam mình nó chất lượng như thế nào. Bên cạnh những thuận lợi, ngành da giày gặp một số khó khăn và thách thức như doanh nghiệp trong nước không mở rộng được sản xuất do gặp khó khăn về nguồn vốn và tiếp cận thị trường. Chi phí nhân công sản xuất ngày một tăng. Do đó, nếu tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu không tiếp tục được nâng lên, các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước còn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ hàng ngoại nhập, hàng giả, hàng nhái. Theo Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam Lê Pha Sô, hiện nay 50% sản phẩm giày dép tiêu thụ trên thị trường nội địa đến từ Trung Quốc và Thái Lan. Theo Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam Lê Pha Sô, công nghiệp hỗ trợ da giày chưa phát triển, do đó tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm da giày xuất khẩu của Việt Nam thấp. Chất lượng của nhiều loại nguyên phụ liệu sản xuất trong nước hiện chưa đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu, trong đó các yêu cầu về tính thẩm mỹ, độ đều và bền màu, v.v. Năng suất lao động thấp khiến khả năng tiếp nhận các đơn hàng nước ngoài của doanh nghiệp bị hạn chế. Ngoài cái việc là nghiên cứu về công nghệ, thì chúng ta có thể là sẽ làm cái trung tâm nghiên cứu về sản phẩm nữa. Những chuyên gia làm việc ở trong đó thì có thể là cả chuyên gia trong nước, là cả chuyên gia nước ngoài, và chúng ta có thể tiếp cận với những cái khách hàng. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có được những cái trung tâm như vậy thì chính những cái brand lớn, những cái nhãn hàng lớn đó thì họ sẽ đến, họ đặt hàng cho chúng ta. Hội Da giày và Túi xách Việt Nam chắc chắn là sẽ đóng một cái vai trò hết sức là tích cực và vai trò đầu tàu, có thể kết nối được không phải là chỉ các khách hàng ở trong nước mà kể cả khách hàng cũng như xuất khẩu đi cho các nước đối với những cái nguyên liệu mà chúng ta làm ra. Bây giờ phải nói là cái công nghiệp hỗ trợ mình chưa đáp ứng được cho các cái
cái nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài. Bởi vì chúng ta quy mô nhỏ, thấy chưa, vốn yếu, công nghệ cũng yếu, phải có nhờ chính phủ hỗ trợ, bổ trợ cho các doanh nghiệp. Nhờ lúc đó thì doanh nghiệp mới đủ sức để liên kết lại thành một cái gì gọi là đủ lực để mà cung cấp cho cái chuỗi của cung ứng toàn cầu. Bây giờ chúng ta làm sao? Phải đào tạo thêm những kỹ sư của ngành da giày. Như thế ngành da giày chúng ta mới phát triển được, mới mạnh lên được, mới đúng ra mới hội nhập với lại cái xu hướng của toàn cầu. Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp cùng với diễn biến khó lường của dịch COVID-19. Việc Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA sẽ mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải tích cực nghiên cứu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và chủ động hơn trong việc phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngành da giày hiện đang tập trung triển khai hàng loạt giải pháp quan trọng nhằm phát triển vùng nguyên phụ liệu và công nghiệp phụ trợ. Phấn đấu trong năm nay sẽ đạt mức nội địa hóa 65-75%. Mở rộng đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kiến nghị chính phủ xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, giúp doanh nghiệp ngành da giày vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa bảo vệ người tiêu dùng. Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng chiến lược phát triển ngành da giày đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035, để tiếp tục đưa ngành da giày trở thành mũi nhọn trong sản xuất và xuất khẩu, khẳng định sự quan tâm sát cánh cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm mở rộng thị trường, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất của chính phủ.